thời nào cũng vậy, cứ mỗi lần đến giờ kiểm tra thầy cô lại nghĩ ra vô vàn cách để học sinh không thể nào quay cốp hay trao đổi bài với nhau được. Bắt mỗi học sinh ngồi một bàn, đánh hàng chục mã đề thầy cô phải liên tục sáng tạo, nếu không lũ học trò tinh ranh sẽ nghĩ ra đủ trò gian lận được hết. Nếu học sinh còn chưa hết hoàn hồn trước những mã đề ngu gì nói, giữ chút liêm sĩ đi dành cho tinh khối 12 trường nào đó thì mới đây dân mạng đã phát hiện ra loạt mã đề bá đạo chỉ toàn dấu hỏi chấm với chấm than như mã mo xe nhìn thôi đã chống hết cả mặt. Thế mới thấy mã đề thời nay không chỉ dừng lại ở một vài con số mà đã lên tầm cao mới như này rồi. Chỉ thay đổi một dấu chấm than là hai đề đã khác xa nhau lắm rồi. Ảnh Bill Thao. Được biết, lớp học nhận đề trong bức ảnh là lớp 12A13 trường Trung học Phổ thông An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh, trong giờ kiểm tra một tiết môn toán. Khi nhận đề, nhiều học sinh đã có sự sốt nhẹ khi kiểm tra toán đã khó mà mã đề thầy cô thách thức giải mã còn khó hơn. Đến nước này học sinh chỉ có nước so với nhau từng câu hoặc tự thân vận động làm thôi. Đừng bao giờ nghĩ thầy cô không có cách trị học sinh đâu nhé. Thế mới thấy các thầy cô thời nay ngày càng lầy lội và mắc trend nhanh. Cách đạt đề bá đạo này tuy khiến học sinh rớt nước mắt trong phòng thi nhưng nay mai ra trường nhất định sẽ trở thành kỷ niệm đẹp khiến tụi học trò tha hồ nhớ mãi. Mã đề khiến học sinh đánh rơi hết liêm sĩ thi gọi. Ảnh Nguyễn Võ Anh Vũ. Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thích thú với cách đạt mã đề bá đạo này. Thầy cô cho mã đề như thế liệu gia đình em còn có hạnh phúc, bạn Thanh Quý hài hước cho biết. Đề này mong lung gõi lỡ trật một dấu là đi nguyên cả bài, bạn Phi Dương bình luận. Tình trạng chung của lớp, mã đề của mày là gì? Chấm than gõi chấm 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 than gõi chấm, bạn Bảo Trân chia sẻ. Đã từ lâu bọn mình trao đổi đã chẳng xem mã đề mà gõ luôn câu 1, câu 2 và câu cuối là gì, vậy là đủ, bạn Mai thì chia sẻ bí quyết. Thầy mình còn đỉnh hơn, mặc dù mã đề giống nhau nhưng đề bài thì hoàn toàn khác, đứa nào cứ chú mũi vào chép thì ăn con không ngon lành luôn, bạn Linh Di bình luận.